Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam tại thành phố Huế. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1914 trong một gia đình nông dân yêu nước ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí đã sớm tham gia hoạt động cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1937. Cuộc đời của đồng chí là cuộc đời cách mạng sôi nổi và liên tục, để lại nhiều cống hiến xuất sắc. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng. Hội thảo thu hút 70 báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng. Qua đó khẳng định Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương đạo đức sáng ngời. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động lớn, trọng tâm và có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, để ôn lại cuộc đời sự nghiệp vẻ vang và tri ân những đóng góp lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, qua đó đúc kết những bài học có giá trị, thực tiễn để giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng và đẩy mạnh sâu rộng, toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như tinh thần không ngừng học tập, phấn đấu, cống hiến, hy sinh của Đại tướng cho quê hương, đất nước, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tự hào về Đại tướng, nhà lãnh đạo tài năng, người con ưu tú của Thừa Thiên Huế. Những ngày này, tuyến đường huyết mạch mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nối thành phố Huế đến trung tâm huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, đi qua địa bàn xã Quảng Thọ, ngập đầy sắc màu cờ hoa chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng. Quê hương cách mạng Quảng Thọ đang dần đổi thay khởi sắc và là một trong 6 xã trên cả nước được lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh của Trung ương. Những ngày này, tại xã Quảng Thọ, quê hương của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đang diễn ra nhiều hoạt động tri ân hướng về kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng. Chính quyền và nhân dân nơi đây đang tất bật làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang và lau chùi gian thờ để chuẩn bị đón những dòng người phương xa về dân hương, dân hoa tri ân Đại tướng. Ông là rất giỏi, nó có cái tính cách thương dân, ba con cháu. Cho nên con cái gì là cháu chắc cũng cố gắng để học hỏi. Tỉnh, huyện, nói chung lại là lo sửa sang chú đạo để chuẩn bị cái ngày lễ của ông. Ngoài nhà bia tưởng nhớ công lao, khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vẫn còn lưu giữ mái nhà tranh ba gian đơn sơ, mộc mạc, cùng những kỷ vật của Đại tướng và trở thành nơi thế hệ trẻ Thừa Thiên Huế nuôi dưỡng truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương. Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ngày nay xã Quảng Thọ khoác lên mình một diện mạo mới, đầy sức sống sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, thí điểm xây dựng xã thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2013 thì đã trình các hồ sơ về thẩm định xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì trên cơ sở đó phải nói là bộ mặt nông thôn cũng ngày được khởi sắc. Đặc biệt là hệ thống giao thông, đường xã đi lại là thuận tiện cho người dân. Rồi là các mô hình kinh tế, đặc biệt là mô hình vườn mẫu cũng đã được các cấp đầu tư xây dựng, đã đem lại thu nhập bình quân đầu người cho người dân trên địa bàn toàn xã. Một mùa xuân nữa lại về, quê hương cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã và đang vươn lên mạnh mẽ từng ngày. Chính quyền và nhân dân địa phương luôn không ngừng nỗ lực làm giàu đẹp quê hương, xây dựng xã Quảng Thọ trở thành xã nông thôn mới nâng cao và hiện đại. Thưa quý vị, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội với điểm cầu của 63 tỉnh thành phố trên cả nước vào sáng nay 30 tháng 12. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp, đặc biệt là sau phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân Việt Nam.
Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ meeting và hội thao nông dân thành phố với chủ đề Nông dân rèn luyện thân thể, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm chào mừng thành công Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Chương trình đã thông tin kết quả nổi bật và thành công của Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cổ vũ tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân và người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hăng hái học tập, rèn luyện, lao động, thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, đơn vị. Ngay sau lễ meeting là chương trình hội thao nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2023, chủ đề Nông dân rèn luyện thân thể, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với 3 môn thi đấu gồm đá bóng tập thể, bowling, thể thao liên hoàn. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố cũng trao bảng tượng trưng 20 suất bảo trợ học tập cho 20 em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2023, phong trào chống rác thải nhựa đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận Gò Vấp. Nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ hội viên phụ nữ của quận, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường. Đều đặn mỗi tháng, bà Nga đều gom phế liệu, rác thải có khả năng tái chế, đưa đến trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp để đổi rác lấy quà. Gần 2 năm nay, hoạt động này đã thu hút và thay đổi thói quen phân loại rác thải của bà Nga và hàng ngàn hội viên phụ nữ trên địa bàn quận. Ở nhà thì tôi cũng có thu gom và phân loại rác, loại nào theo loại đó. Có ve chai thì để dành đó, để những ngày mà trên quận thu gom đó thì mình đem lên mình đợp. Món quà tuy nhỏ nhưng mà tôi thấy cũng là đóng góp cho để bảo vệ môi trường các cái, tôi thấy cũng là vui. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp liên tục tổ chức nhiều chương trình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên phụ nữ như phong trào trồng cây xanh, phiên chợ thân thiện môi trường, hội thi tìm hiểu về môi trường, nuôi heo đất, chung tay bảo vệ môi trường và hỗ trợ phụ nữ khó khăn, ngày hội tái chế. Ý thức của chị em cũng được nâng lên hơn, chị em đã biết phân loại rác tại nguồn, không chỉ là các chị em phụ nữ mà có tuyên truyền đến người dân, những thành viên trong gia đình khác, không chỉ là phụ nữ không mà cả nam giới cũng vậy, các em có ý thức được nhiều hơn. Các cái phường đã triển khai cho các cái chi tổ hội là thực hiện các cái mảng xanh, các cái mảng tường xanh, thì hiện nay là có 186 trên 186 các chi tổ hội của các khu phố, của các phường đã thực hiện làm cái mảng xanh này ở cái khu dân cư. Sự lan tỏa mạnh mẽ của các mô hình đã làm thay đổi dần nếp nghĩ, cách làm không chỉ của cán bộ hội viên mà còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường quận Gò Vấp nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung ngày càng xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Định hướng phát triển kinh tế xã hội đã đi đúng hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân làm ăn, hoạt động sản xuất kinh doanh. 12 trên 12 chỉ tiêu đạt, trong đó 8 trên 12 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu được giao. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm thực hiện đảm bảo theo tiến độ, yêu cầu đề ra là những kết quả nổi bật mà quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023. Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 6 tiếp tục được giữ ổn định, các hoạt động kinh tế được duy trì phát triển. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của quận đạt 84,13%. Công tác quyết toán dự án tồn đọng kéo dài, cơ bản giải quyết được 2 trên 9 dự án, còn lại 7 dự án đang tiếp tục phối hợp giải quyết. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai, tổ chức chu đáo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thao, hoạt động Tết được tổ chức phong phú, phục vụ đa dạng nhu cầu tham quan mua sắm, vui xuân và thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Đổi mới phương pháp là phải nâng cao năng lực dự báo. Điểm thứ hai là tổng kết thực tiễn. Chúng ta làm rất nhiều, nhưng làm xong rồi ta không có đánh giá, rút kinh nghiệm. Để cái việc thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Mà cái đó cực kỳ quan trọng. Thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, chúng ta phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện để chúng ta biểu dương, khen thưởng, rồi giới thiệu nhân rộng. Năm 2024, quận 6 phấn đấu thu đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao, thu thuế động, nợ động, hạn chế không để phát sinh nợ động mới. Duy trì điểm nhấn riêng của quận 6 trong phát triển kinh tế tại khu vực Bình Phú, Phú Lâm và chợ Bình Tây, kết hợp với thu hút du lịch.
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tiếp tục phát huy các kết quả, giải pháp hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính thời gian qua, tập trung công tác chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp khu phố trên địa bàn quận, đặc biệt thường xuyên xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức, thái độ phục vụ nhằm tạo sự tiện lợi, hài lòng cho nhân dân. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận 6 cũng khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của quận. Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và bất kỳ cuộc thương lượng tiềm năng nào về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn về thời gian. Lập trường này vừa được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đưa ra hôm 28 tháng 12. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Moscow để ngỏ khả năng đàm phán với Kiev và các cuộc gặp như vậy không bị giới hạn thời gian. Ông cho biết thêm, Nga chưa bao giờ phản đối việc tổ chức đàm phán. Hồi trung tuần tháng 12 này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Điện Kremlin luôn sẵn sàng đối thoại nghiêm túc về vấn đề Ukraine với điều kiện lợi ích hợp pháp của Nga phải được bảo đảm và tôn trọng. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh hiện có nhiều nỗ lực tìm một công thức hòa bình cho tình hình Ukraine nhưng lại không bao gồm sự tham gia của Nga. Theo ông, việc loại trừ Nga là vô lý và sẽ không đem lại kết quả. Ngày 28 tháng 12, Mỹ cùng với Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ quan ngại về việc Iran tăng cường sản xuất urani làm giàu ở mức 60% sau vài tháng chững lại. Về phần mình, phía Tehran khẳng định nước này chỉ triển khai chương trình hạt nhân theo đúng quy định. Trong một tuyên bố chung, bốn quốc gia trên cho rằng hoạt động sản xuất urani được làm giàu ở mức cao của Iran không thể được biện minh là vì mục đích dân sự, nhấn mạnh đây là bước leo thang mới nghiêm trọng. Tuyên bố cũng kêu gọi Iran đảo ngược các quyết định và cho biết Mỹ, Anh, Pháp cùng Đức vẫn duy trì cam kết với một giải pháp ngoại giao liên quan tới vấn đề hạt nhân của Tehran. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố báo cáo cho thấy Iran đã tăng sản lượng urani được làm giàu ở cấp độ cao sau một thời gian giảm sản lượng từ giữa năm nay. Theo báo cáo, từ cuối tháng 11, Iran đã tăng sản lượng urani làm giàu 60% lên khoảng 9 kg một tháng, tức trở về mức của nửa đầu năm nay. Ngày 29 tháng 12, Quốc hội Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, thay thế cho người tiền nhiệm Lý Thượng Phúc. Ông Đổng Quân, 62 tuổi, từng học tại Học viện Hải quân Đại Liên và phục vụ trong Hải quân Trung Quốc từ năm 1979. Ông từng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải, rồi trở thành Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc một năm sau đó. Sau đó, ông là Phó Tư lệnh Chiến khu miền Nam và trở thành Tư lệnh Hải quân Trung Quốc vào năm 2021. Việc bổ nhiệm ông Đổng làm Bộ trưởng Quốc phòng mới diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện hiện đại hóa lực lượng quân đội và được kỳ vọng tạo thuận lợi cho liên lạc quân sự cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngày 28 tháng 12, quân đội Mỹ đã phóng tàu vũ trụ robot bí mật X-37B lên không gian từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida. Đây là lần đầu tiên tàu được phóng bằng tên lửa chuyên dụng của công ty SpaceX có khả năng đưa tàu lên quỹ đạo cao hơn những quỹ đạo trước đây. Tàu X-37B do hãng Boeing chế tạo để tiến hành các thí nghiệm công nghệ trên các chuyến bay quỹ đạo trong thời gian dài. Trước đây, X-37B chỉ được giới hạn trong các chuyến bay ở quỹ đạo thấp, độ cao dưới 2.000 km. Tuy nhiên, sứ mệnh mới nhất đánh dấu lần đầu tiên tàu được phóng bằng tên lửa Falcon Heavy, mạnh hơn, có khả năng đưa X-37B tiến xa hơn vào không gian, có thể đi vào quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 35.000 km. X-37B cũng đang nghiên cứu các ảnh hưởng của môi trường bức xạ khắc nghiệt ngoài không gian với hạt giống thực vật nhằm phục vụ cho các dự án trồng trọt trong không gian, vốn có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp đủ dinh dưỡng cho các phi hành gia thực hiện các sứ mệnh dài ngày trong tương lai. Đang neo ở mức kỷ lục hơn 80 triệu đồng một lượng, giá vàng trong nước hai ngày qua giảm sốc sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan hữu quan triển khai các biện pháp ổn định thị trường vàng. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, theo các chuyên gia kinh tế, hiện giá vàng trong nước chênh lệch so với giá thế giới ở mức vô lý, có thời điểm vàng SJC cao hơn từ 18 cho đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, việc giá vàng SJC giảm nhiệt trong hai ngày qua cũng không bất ngờ, vì giá vàng miếng SJC tăng phi mã thời gian qua, phần lớn do yếu tố tâm lý từ thị trường.
nếu không có giải pháp căn cơ điều hành thị trường vàng, sự giảm nhiệt sẽ chỉ là tạm thời. Còn về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp tăng nguồn cung vàng cho thị trường nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Thời gian nghỉ cuối tuần và nghỉ Tết Dương lịch 2024 tính ra được nghỉ 3 ngày, nên từ tối qua sau khi đi làm về, người dân các tỉnh rời thành phố Hồ Chí Minh về quê. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe, ga Sài Gòn và cửa ngõ ở thành phố Hồ Chí Minh đều nhộn nhịp người dân. Trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch sân bay sẽ có hơn 700 chuyến, lượng khách đi đến đạt khoảng 115.000 lượt. Trong khi đó, các bến xe cũng nhộn nhịp các chuyến xe ra vào bến. Tại ga Sài Gòn ghi nhận có khoảng 9.000 hành khách đến ga vào ngày 29 tháng 12. Trong bối cảnh người tiêu dùng còn thắt chặt chi tiêu, khách hàng sẽ chọn kênh mang lại nhiều giá trị hơn là trung thành với một lựa chọn nhất định. Theo đó, dịp Tết này, những trải nghiệm mua sắm mới nhờ công nghệ như thương mại điện tử, đa dạng hình thức thanh toán không tiền mặt đang được các nhà bán lẻ tận dụng như công cụ tăng sức cạnh tranh. Chi tiết qua bài viết trên báo Tuổi Trẻ nhan đề đưa Tết Việt lên online, thoải mái thanh toán không tiền mặt. Tối qua, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tổ chức chương trình quảng bá cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang với vở cải lương nổi tiếng Khách sạn Hào Hoa được dàn dựng phiên bản mới. Vở cải lương Khách sạn Hào Hoa dựng lại lần này tập trung 4 chuông vàng vòng cổ và các nghệ sĩ từng đoạt huy chương vàng, huy chương bạc từ cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang đảm nhận vai diễn quan trọng trong vở. Thật sự thì cái vai Hiếu là một cái vai có rất nhiều cung bậc cảm xúc diễn khác nhau liên tục, mà mình phải thay đổi tâm lý liên tục. Cho nên là nó rất là khó, và cái sự chuẩn bị mình cũng ráng cố gắng, mình nghe lời góp ý của một số anh chị, thầy cô để mình có cái kinh nghiệm hơn. Đây là một vở diễn cải lương rất là ăn khách và đã được rất nhiều những cô chú, những bậc gọi là cái đa cái đề của sân khấu cải lương thể hiện rất thành công rồi. Thì với riêng Lâm thì Lâm cũng mang sức trẻ của mình vào trong nhân vật để cho có những cái khoảnh khắc cũng rất là gần với thời đại và cũng để khán giả dễ dàng tiếp thu hơn nữa. Các diễn viên đã mang hơi thở mới trong cách diễn, chất giọng cùng với cách dàn dựng khúc chiết mới mẻ, trữ tình, thiết kế sân khấu đẹp đã góp phần làm cho vở diễn thêm phần sinh động, lung linh. Nghệ sĩ trẻ sau này thì diễn lại nó cũng có cái khác, nhưng mà điều cái khác sau này thì nó lại hiện đại hơn, tại vì thời này là thời công nghệ thì cái sân khấu nó hiện đại hoành tráng hơn hồi xưa. Sau cuộc thi thì các bạn sẽ có cơ hội được tham gia với những cái vai diễn hết sức có ý nghĩa qua những tác phẩm lớn. Và mong rằng với cái hình thức quảng bá này sẽ là một cái điểm nhấn mới cho cuộc thi lần này, và cũng là một cái tiền đề để từ đó trong những cái giai đoạn tiếp theo, trong những cuộc thi của những năm tiếp theo. Chương trình là sân chơi bổ ích để các nghệ sĩ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trau dồi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, lan tỏa những thông tin bổ ích thiết thực của cuộc thi đến khán giả và các đơn vị nghệ thuật trên cả nước, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, thu hút đông đảo thí sinh tham gia cuộc thi, tìm kiếm những nhân tố mới, hội tụ đủ tài năng, đạo đức, bổ sung vào đội ngũ nghệ sĩ kế thừa cho sân khấu cải lương tương lai, góp phần vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị độc đáo của bộ môn nghệ thuật truyền thống dân tộc. Thưa quý vị, chúng ta đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2023. Chuyên mục Nhìn ra thế giới sau đây sẽ đưa quý vị đi qua nhiều châu lục để xem người dân các nước đang chuẩn bị đón Tết như thế nào. Thưa quý vị, không bao lâu nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2024. Trong thời điểm này, không khí tất bật chuẩn bị đón năm mới đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Dù phong tục tập quán khác nhau, địa lý thời tiết khác biệt, nhưng ở đâu mọi người cũng đều mong muốn được đoàn tụ gia đình, đón năm mới và hy vọng về những điều tốt đẹp cho tương lai. Theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ, ước tính có khoảng 115 triệu người Mỹ sẽ di chuyển bằng đường hàng không hoặc xe hơi trong mùa lễ đón năm mới 2024. Và năm nay, việc đi lại có vẻ thuận lợi hơn nhiều so với năm ngoái. Các hãng hàng không Mỹ đã tuyển dụng thêm hàng ngàn phi công và nhân viên nhằm tránh lặp lại kịch bản bị đình trệ như mùa lễ năm ngoái, khiến hơn 2 triệu người bị mắc kẹt. Quảng trường thời đại tại thành phố New York được xem là một trong những nơi đáng để đón năm mới nhất trên thế giới. Ngày 28 tháng 12 qua, hàng ngàn người đã đến đây để tham dự sự kiện truyền thống mang tên Good Riding Day. Từ những cơn nóng giận, hóa đơn thuế, đơn thuốc cho đến những mối quan hệ tồi tệ và trải nghiệm tiêu cực,
tất cả những điều không vui của năm cũ được mọi người viết ra giấy, sau đó mang đốt đi. Họ trút bỏ những phiền muộn của năm cũ để sẵn sàng đón năm mới tươi sáng hơn. Quả cầu pha lê nổi tiếng sẽ được thả xuống từ đỉnh của tòa nhà trên quảng trường thời đại vào đúng thời khắc giao thừa. Điều thực sự đặc biệt trong thiết kế năm nay là chúng tôi đã tạo ra một họa tiết thắt nơ mới. Hàng trăm trong số gần 3.000 tấm pha lê của quả cầu đã được thay thế với họa tiết thắt hình nơ. Dự kiến sẽ có gần 1 triệu người đến quảng trường chiêm ngưỡng khung cảnh này và khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp. Còn tại Peru, tâm điểm những ngày cuối năm này chính là lễ hội đánh nhau Takanaque diễn ra tại thành phố Cusco. Đây là một truyền thống tại Peru. Hàng trăm người tham gia được phép đấm đá, vật lộn để giải quyết mâu thuẫn, giải tỏa cảm xúc tức giận. Các giám khảo và trọng tài phải hết sức nỗ lực để giữ cho mọi người đừng trở nên quá khích. Họ tin rằng việc trút bỏ này sẽ giúp giải quyết xung đột, khởi đầu một năm mới trong hòa bình. Trong khi đó, người dân Canada cho rằng việc tắm nước lạnh trong thời tiết băng giá sẽ rửa bỏ những xui rủi của năm cũ, chào đón năm mới may mắn. Dịp năm mới luôn là lúc thời tiết tại Canada xuống thấp với tuyết phủ dày đặc ở những thành phố như Toronto và các khu vực gần phía Bắc. Mọi người cùng nhau tắm nước lạnh, câu cá và tận hưởng không khí giao thừa. Không riêng ở Canada, việc tẩy trần bằng cách tắm trong dòng nước lạnh giá cũng rất phổ biến ở nhiều nước châu Âu. Khu vực biển Baltic nằm giữa Thụy Điển và Phần Lan đón rất đông du khách trong những ngày qua. Con tàu khổng lồ này phá băng để có thể di chuyển trên các tuyến đường biển sát rìa Bắc Cực. Nhiều người hào hứng bơi dưới thời tiết âm 22 độ C. Nước Pháp sẽ đón năm mới 2024 với một loạt các hoạt động lễ hội được tổ chức khắp nơi trong điều kiện an ninh đang được thắt chặt trên khắp châu Âu do có nhiều dấu hiệu cho thấy nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra. Màn trình diễn âm thanh và ánh sáng đậm chất lễ hội sẽ diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées và điểm nhấn chính là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Khải Hoàn Môn. Trái ngược với mùa đông băng giá ở châu Mỹ và châu Âu, châu Úc đón năm mới trong không khí nóng ẩm của mùa hè. Nói đến năm mới ở Australia, không thể không nhắc tới lễ hội Countdown ở thành phố Sydney, sự kiện thu hút hàng trăm triệu người xem mỗi năm. Điểm đặc biệt của năm nay chính là hoạt động trình chiếu các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra trên cầu cảng Sydney. Theo ban tổ chức, từ 8 giờ tối, những hình ảnh được thiết kế đặc biệt cùng với hiệu ứng ánh sáng sẽ được trình chiếu tại cầu cảng Sydney. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát Con Sò. Màn trình diễn pháo hoa đáng mong đợi nhất kéo dài trong 12 phút sẽ được phóng lên từ năm mái nhà ở khu vực cầu cảng. Có 18.000 thiết bị được sử dụng để đồng bộ hóa pháo hoa với âm nhạc. Chúng tôi dùng 8 tấn rưỡi pháo hoa, 13.000 viên pháo trên không và 36.000 hiệu ứng dưới mặt đất. Chúng tôi hy vọng sẽ biến chương trình thành đêm giao thừa tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tôi thực sự hy vọng rằng năm 2024 thế giới bao dung hơn, những người trẻ sẽ ngừng sử dụng điện thoại để quan tâm nhau nhiều hơn. Sau một năm khó khăn về kinh tế và xung đột diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, ban tổ chức mong muốn gửi đến thông điệp về hòa bình và mang lại niềm vui cho người dân khắp nơi trên thế giới. Tại châu Á, Nhật Bản là một trong số ít quốc gia ở đây đón Tết Dương lịch. Đa số các nước còn lại đều đón Tết Nguyên Đán hoặc Tết cổ truyền. Tuy nhiên, Tết Dương lịch vẫn là một ngày lễ quan trọng trong năm và là cao điểm du lịch. Vì vậy, nhiều nước cũng chú trọng trang hoàng, tổ chức lễ hội nhằm thu hút du khách. Dù đón Tết Dương lịch, nhưng người Nhật Bản vẫn giữ quan điểm về linh vật của năm theo truyền thống. Năm nay là năm rồng, nên nhiều mô hình rồng khổng lồ đã được dựng lên khắp nơi. Tại ngôi đền ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, mô hình rồng cao 5 mét nặng đến 2 tấn được làm từ rơm rạ để chào đón năm mới 2024. Susu Harai diễn ra tấp nập vào những ngày cuối năm, với niềm tin quét sạch mọi điều xui xẻo trong năm cũ, đón năm mới may mắn. Và ở nước công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới này, những robot đang góp phần chăm chỉ và hiệu quả cho việc lau dọn nhà cửa cuối năm. Singapore đón Tết Nguyên Đán như Việt Nam, nhưng do ảnh hưởng của văn minh phương Tây, Tết Dương lịch cũng được tổ chức rất long trọng ở đảo quốc này. Từ Giáng sinh cho đến Tết Dương lịch, các con đường lớn được trang hoàng lộng lẫy.
cùng đó là các chương trình mua sắm, văn hóa văn nghệ thu hút rất đông du khách. Mặc dù Trung Quốc đón Tết Nguyên Đán, nhưng riêng đặc khu hành chính Hồng Kông đón Tết Dương Lịch còn lớn hơn cả Tết truyền thống. Vào đêm 31 tháng 12 tới, vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc đếm ngược đón năm mới 2024 lớn nhất và dài nhất từ trước tới nay tại cảng Victoria, với tổng chiều dài là 1.300m, kéo dài trong 12 phút. Pháo hoa sẽ được bắn lên đồng loạt từ 5 xà lan và 16 cầu phao, đưa du khách qua 4 mùa xuân hạ thu đông. Khắp nơi trên thế giới, mọi người đang đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2024. Dù đón Tết như thế nào, niềm hy vọng chung nhất vẫn là hòa bình cho nhân loại, kinh tế phục hồi và những điều may mắn tốt đẹp cho tương lai. Chúng ta hãy cùng nhìn về năm mới với những kỳ vọng mới. Đến đây thì thời lượng cho chuyên mục Nhìn ra thế giới đã hết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của HTV. Thưa quý vị, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chào đón năm mới 2024. Hiện nhiều tuyến đường tại thành phố đã được trang hoàng rực rỡ cùng với nhiều hoạt động sẵn sàng phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ. Ngày thứ 6 cuối cùng của năm 2023, gia đình anh Văn Thuận đã tranh thủ sắp xếp thời gian cùng ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh và lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của những ngày cuối năm. Hai ngày nữa là vào Tết Dương Lịch thì thấy mọi người ai cũng nhộn nhịp, bận rộn, nhưng mà thấy không khí ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì rất là vui. Công viên được trang hoàng hoa này rất là có không khí của ngày xuân đang về. Hay như gia đình du khách người Pháp này đã lựa chọn quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm điểm đến để chào đón năm mới. Lần thứ hai tôi trở lại Việt Nam và năm nay gia đình tôi muốn đón năm mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì ấn tượng của chúng tôi, đây là một thành phố rất năng động và có rất nhiều hoạt động vui chơi thú vị. Nghỉ năm nay thì chỉ có vỏn vẹn tầm 3 ngày thôi, nên là mình quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh mình là một nơi để mình vui chơi. Năm nay thì thành phố Hồ Chí Minh trang trí cũng rất là đẹp. Thưa quý vị, lịch nghỉ Tết Dương Lịch năm nay kéo dài 3 ngày. Ngoài các tour trong ngày hay các địa điểm tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh, thì các sản phẩm du lịch mới hay các dịch vụ vui chơi giải trí cũng rất được người dân và du khách quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao của du khách thập phương vào những ngày nghỉ Tết Dương Lịch, Thảo Cầm Viên Sài Gòn quận 1 đã chuẩn bị sớm công tác trang trí, cải tạo cảnh quan tươi mới và nhiều chương trình vui tươi sẵn sàng phục vụ du khách. Chúng tôi khai trương đến sân chơi miễn phí dành cho thiếu nhi. Đây là một cái hạng mục mà để chào mừng 160 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Bên cạnh đó là những cái chương trình xiếc cũng như là ca nhạc phục vụ cho du khách miễn phí ở tại sân khấu lớn, cùng với lại những cái vui chơi giải trí và cái sân chơi nước. Về hậu cần trực tiếp, gián tiếp, các chuyến tàu luôn luôn đã sẵn sàng trong cái kế hoạch bảo trì bảo dưỡng là về cái phân khúc phục vụ cho du lịch, thì chúng tôi cho ra đời cái sản phẩm Sài Gòn Waterpark. Đây là một cái sản phẩm trong hệ sinh thái của Sài Gòn Waterpark. Tối ngày 31 tháng 12, tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 sẽ diễn ra chương trình cao đao đếm ngược thời gian đón chào năm mới 2024 và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra tại hai địa điểm, khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Những hình ảnh vui tươi rộn ràng chào đón năm mới 2024 vừa rồi đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần và Tết Dương Lịch 2024 vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt.